xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự nga ukraine và thế giới trong 24 giờ qua mỹ cắt đứt các nguồn tài chính của hamas israel muốn xóa sổ hamas lập thể chế mới ở gaza đại sứ các nước nato họp khẩn vì cuộc hội đàm giữa lãnh đạo nga hungary quân đội nga chuẩn bị làn sóng tấn công mới tin báo estonia xác định dấu hiệu thuế con lục chiến Ukraine đánh bại con Nga, chiếm giữ bờ trái Dnipro Thêm một ngày đen tối của quân Nga, cố đấm ăn xôi vào Aptiivka nhưng chịu tổn thất kinh hoàng. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thiên ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Mỹ cắt đứt các nguồn tài chính của Hamas Quý vị thân mến, vào ngày 18 tháng 10, Mỹ công bố các lệnh trừng phạt đối với 10 thành viên của Hamas và mạng lưới tài chính của tổ chức này ở Gaza, Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria và Qatar. Các biện pháp trừng phạt các thực thể Hamas và liên quan được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra vào ngày 18 tháng 10, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm cùng ngày tới Israel Mục tiêu trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ là các thành viên quản lý danh mục đầu tư của Hamas, đối tượng hỗ trợ tài chính có trụ sở tại Qatar, có liên hệ với Iran, một chỉ huy Hamas và một sàn giao dịch tiền ảo có trụ sở tại Gaza. Động thái này là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm cắt đứt các nguồn tài chính của Hamas ở bờ Tây và Gaza cũng như trong khu vực. Theo hãng tin AP cho biết, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết rằng, Mỹ có lịch sử lâu dài trong việc ngăn chặn tài chính và sẽ không ngần ngại sử dụng các công cụ của mình để chống lại Hamas. Bộ Tài chính Mỹ tới nay trừng phạt gần 1.000 các cá nhân và thực thể có liên quan tới Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, bao gồm Hamas, Hezbollah. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Hamas và mạng lưới hỗ trợ, chứ không phải người Palestine. Liên quan đến vụ tấn công bệnh viện ở giải Gaza vào tối ngày 17 tháng 10, thông tin tình báo Mỹ cho thấy Israel không có lỗi trong vụ tấn công này. Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ tình báo Mỹ đã thu thập dữ liệu vệ tinh và hồng ngoại, cho thấy tên lửa được bắn từ các vị trí bên trong Gaza. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrian Question nói rằng, trong khi chúng tôi tiếp tục thu thập thông tin, đánh giá hiện tại của chúng tôi là Israel không chịu trách nhiệm về vụ nổ tại bệnh viện ở Gaza. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18 tháng 10 nói rằng vụ nổ khiến hàng trăm người chết tại bệnh viện ở giải Gaza dường như là do rocket của một nhóm tay súng ở giải Gaza. Cơ quan y tế ở Gaza do Hamas kiểm soát thông báo ít nhất 471 người chết trong vụ tập kích vào bệnh viện Al-Ali thay vì con số 500 người trước đó. Cho đến nay, ít nhất 3.478 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza, trong khi con số này ở Israel là hơn 1.400 người. Ông Arab al người phát ngôn Bộ Y tế Palestine, cho biết 70% nạn nhân người Palestine trong cuộc tấn công của Israel vào Gaza là trẻ em, phụ nữ và người già. Israel muốn xóa sổ Hamas, lập thể chế mới ở Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đặt mục tiêu xóa sổ Hamas, loại bỏ các ổ kháng cự và thiết lập thể chế an ninh mới ở dải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vào ngày 20 tháng 10 công bố loạt mục tiêu của Tel Aviv trong cuộc chiến ở dải Gaza, bao gồm phá hủy năng lực điều hành và quân sự của Hamas để xóa sổ nhóm vũ trang này, tạo dựng thực tế an ninh mới trên dải Gaza. Thông tin được công bố tại cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Israel, trong đó ông Galin nêu ba giai đoạn của chiến sự hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho hay, chúng ta đang trong giai đoạn đầu tiên với chiến dịch không kích và sau đó là tiến công đường bộ nhằm tiêu diệt các tay súng cũng như phá hoại cơ sở hạ tầng để đánh bại Hamas. Giai đoạn 2 sẽ là duy trì chiến đấu với cân độ thấp hơn nhằm loại bỏ những ổ kháng cự còn sót lại. Giai đoạn 3 là xây dựng cơ chế an ninh mới tại khu vực. Ông Joab Galen cho hay, mục đích là loại bỏ hoàn toàn trách nhiệm của Israel với cuộc sống thường ngày ở giải Gaza, thiết lập trạng thái bình thường mới với công dân Israel và những người sinh sống quanh vùng đất này. Chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang chịu áp lực xây dựng chiến lược rõ ràng nhằm tránh xa lầy tại giải Gaza, nhưng phải bảo đảm Hamas không còn kiểm soát khu vực này và gây ra mối đe dọa với Israel. Lãnh đạo Đảng Thống nhất Quốc gia Đối lập Benekes và nghị sĩ Gadi Eshenkic, những người tham gia nội các khẩn cấp thời chiến, đã yêu cầu con đội Israel chuẩn bị phương án rút khỏi giải Gaza sau khi đạt được các mục tiêu. Các quan chức Mỹ với rao dấu tên nói rằng chính quyền tổng thống Joe Biden cũng bí mật tổ chức Tel Aviv hoàn thiện kế hoạch rút lui. Tuy nhiên, thủ tướng Netanyahu và các quan chức dưới quyền dường như vẫn chưa có phương án cụ thể và đang tập trung vào mục tiêu lực đổ Hamas tại giải Gaza. Đại sứ các nước NATO họp khẩn vì cuộc hội đàm giữa lãnh đạo nga Hungary. Đại sứ các nước NATO tại Hungary và đại diện của Thụy Điển, nước đang xin gia nhập NATO, đã họp khẩn cấp sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tại Trung Quốc vào đầu tuần này. Theo hãng tin RT, cuộc họp diễn ra tại thủ đô Budapest của Hungary vào ngày 19 tháng 10. Đại sứ Mỹ tại Hungary David Bresman cho biết, tại cuộc họp, các nhà ngoại giao của NATO đã thảo luận về những lo ngại an ninh xung quanh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Nga và Hungary, một quốc gia là thành viên của cả NATO và Liên minh châu Âu. Ông Pressman cũng nhấn mạnh, Mỹ hy vọng chính phủ Hungary đặc biệt lưu tâm đến những lo ngại an ninh chính đáng này. Nhà ngoại giao Mỹ gọi cuộc gặp giữa ông Putin và ông Erben là rất đáng lo ngại. Ngày 17 tháng 10, Tổng thống Putin và Thủ tướng Oppen đã có cuộc gặp bên lề diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Nga và Hungary kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái. Theo Điện Kremlin, ông Putin khi đó nói rằng cơ hội cho những tiếp xúc như vậy là khá hạn chế trong hoàn cảnh để chính trị hiện tại. Đồng thời lưu ý rằng Hungary và Nga vẫn duy trì quan hệ song phương tốt đẹp bất chấp mọi khủng hoảng. Trong cuộc hội đàm, ông Putin nhấn mạnh mối quan hệ giữa Moscow và Budapest được xây dựng dựa trên nền tảng tôn trọng lợi ích của nhau. Đại sứ Mỹ khi đó đăng tải bức ảnh cho thấy ông Putin và ông Japan bắt tay nhau kèm dòng bình luận rằng Thủ tướng Hungary đã chọn đứng về phía Nga, tách biệt với các đồng minh. Đáp lại, trên văn phòng Thủ tướng Hungary, Gursley Gullias nêu rõ rằng Đại sứ Mỹ không có thẩm quyền quyết định chính sách đối ngoại của Hungary vì đó là công việc của chính phủ Hungary. Tuy là thành viên của NATO và EU, nhưng Hungary phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine và không tham gia các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Tháng 9 năm ngoái, ông Orbán chỉ trích lệnh trừng phạt của EU áp lên Nga vì cho rằng chúng gây tổn hại cho khối này nhiều hơn cho Nga. Theo ông, những lệnh trừng phạt đó chỉ khiến cho người châu Âu nghèo đi, trong khi không thể khiến cho Nga khuất phục. Quân đội Nga chuẩn bị lan sóng tấn công mới Tình báo Estonia xác định dấu hiệu Người đứng đầu trung tâm tình báo của lực lượng phòng vệ Estonia, tướng Ernst Kiefersau cho biết, Nga vẫn còn 4 triệu quả đạn pháo, đủ cho một năm chiến tranh cường độ thấp. ERR đưa tin cho biết, theo ông Ernst 350.000 quả đạn pháo sẽ được chuyển từ Triều Tiên, cho thấy Nga có kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống Ukraine trong thời gian dài. Theo đánh giá của quân đội Estonia, hướng đi chính của Nga ở Ukraine hiện nay là hai khu vực có mặt trận, Aptivka, Morinka và Kobias Liman. Nga gọi những hành động này là phòng thủ tích cực, nhưng quân đội Estonia tin rằng họ thực sự đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Theo tướng S. việc 350.000 có đạn pháo được Triều Tiên chuyển đến Liên bang Nga là một chỉ số bổ sung Người đứng đầu trung tâm tình báo Estonia tin rằng đây là sự bổ sung đáng kể cho các kho đạn vì chỉ còn lại khoảng 4 triệu quả đạn pháo ở Nga. Bộ tổng tham mưu Estonia nhấn mạnh rằng bất chấp hoạt động gia tăng của quân đội Nga, lực lượng vũ trang Ukraine cũng có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương và tiến vào không gian tác chiến trong tương lai gần. Quân chiếm đóng Nga đã tấn công các vị trí của lực lượng phòng vệ theo nhiều hướng khác nhau và 77 cuộc đụng độ đã diễn ra trong ngày đây là thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo hướng Updipka, địch đã thực hiện các cuộc tấn công không thành công với sự hỗ trợ của hàng không tại các khu định cư Updipka, Novo Kalinov, Starbop, của vùng Donetsk. Tại đây, lực lượng vòng vệ đã đẩy lùi khoảng 20 đợt tấn công của địch. Địch cũng tiến hành các cuộc không kích gần Kremlin và Klashchony, vùng Donetsk. Thủy quân lục chiến Ukraine đánh bại quân Nga, chiếm giữ bờ trái Dnipro. Các nhà phân tích Mỹ từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng, cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào tả ngạn của sông Dnipro ở vùng Kherson có quy mô lớn hơn các cuộc đột kích trước đó. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, cảnh quay định vị địa lý cho thấy sự hiện diện của quân đội Ukraine dọc theo bờ biển Dnipro và gần cầu Antonivsky. Theo các nhà tuyên truyền Nga, ngày thứ Năm, ngày 19 tháng 10, hai nhóm phá hoại và trinh sát của Lữ đoàn Bộ binh Thủy quân lục chiến Ukraine đã tấn công Dnipro, đánh bại quân chiếm đóng trong khu vực và giành được đầu cầu ở làng Krenki. Tuy nhiên, dù bộ binh Nga được cho là đã phản công lực lượng của Kiev, nhưng lực lượng phòng vệ Ukraine vẫn kiểm soát các ngôi nhà ở Krenki và đang chờ quân tiếp viện một lớp sơ người Nga khác cho rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng nhiều nhân lực hơn trong các cuộc tấn công vào Green Key so với trước đây. Một số nguồn tin của Nga cho biết, bao gồm cả người đứng đầu cơ quan quản lý chiếm đóng khu vực Kherson, Vladimir Sadov, nói rằng quân đội của Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine từ khu vực Boima, Bochanivka, Bortesny, đến các vị trí dọc bờ biển Dnipro và gần cầu đường sắt Atonivsky. Người ta nói thêm rằng, Lực lượng đang cố gắng nghỉ ngơi và tập hợp lại trước các cuộc không kích và pháo kích liên tục của những người cơ ngụ. Thêm một ngày đen tối của quân Nga, cố đấm ăn xôi vào Adipka nhưng chịu tổn thất kinh hoàng. Ngày 20 tháng 10, địa ngục thực sự đã dán xuống đầu của quân Nga, những người chứng kiến tại hiện trường kể lại. Quân chiếm đóng Nga cố gắng tiến theo nhiều hướng. Ở khu vực Kratnokorovka, phía bắc của thành phố, về phía bể chứa sĩ của nhà máy thăng cốc Adipsky và từ Vlodnanoi, phía nam Adipka. Người Nga tổ chức hành quân theo từng đoàn xe bọc thép, mỗi đoàn từ 5 cho đến 30 chiếc. Quân phòng thủ Ukraine đã đốt cháy chúng thành công. Kết quả là Nga hầu như không đạt được thành công nào mà phải chịu tổn thất khủng khiếp. Hơn 900 binh sĩ và sĩ quan, tổng cộng 1.380 quân xâm lược đã chết trên mặt trận chiến tranh Nga-Ukraine vào ngày 19 tháng 10 dưới hàng trăm xe tăng và các phương tiện bọc thép khác. Con số này còn nhiều hơn những gì lực lượng phòng vệ đã tiêu diệt được khi người Nga cố gắng vượt qua Sovetsky Donetsk gần làng Belogrovka, vùng Lugansk vào tháng 5 năm 2022. Vụ tấn công thất bại này khiến Nga mất hơn 80 xe tăng và xe bọc thép, cũng như khoảng 485 người thiệt mạng. Sĩ quan lực lượng vũ trang Victor, người hiện đang chiến đấu ở vùng Donetsk, bình luận về vụ việc với Domskaya như sau. Người Nga đang gặp một thảm họa quân sự, thật sự gần Abdiivka, tổn thất lớn nhất một lần của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu một cuộc chiến tranh toàn diện. Một số nhà quan sát thậm chí còn so sánh trận chiến ngày qua với sự kiện 80 năm trước trên cái gọi là Grosben. Đáng chú ý là tất cả những sự kiện này đều diễn ra vào thời điểm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang tướng Valery Salosnyi, đến Adipka. Hiện tại, giao tranh ở khu vực Adipka vẫn tiếp tục. Kẻ thù đã tích lũy lực lượng đáng kể gần là Novoslovka, Storia, phía bắc Adipka và một lần nữa đang cố gắng tiến lên. Hướng tấn công quan trọng của hắn vẫn là bể chứa sĩ của nhà máy thần cốc Adipsky. Việc chiếm được nó sẽ cho phép thiết lập khả năng kiểm soát khỏa lực trên toàn bộ nhà máy. Chuyên gia quân sự Domskoy Peter Bosyak nói rằng, rõ ràng, địch đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc chỉ huy, điều khiển quân đội cũng như phối hợp giữa các đơn vị nên tích lũy thành đoàn như vậy, phù hợp trên chiến trường thế chiến thứ hai hơn hiện nay. Những nắm đấm bọc thép như vậy cực kỳ dễ bị tổn thương, như quân phòng thủ Ukraine đã chứng minh rõ ràng. Nhưng quân Nga vẫn có rất nhiều thiết giáp và người nên các cuộc tấn công sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Có vẻ như họ cần phải có một cái mũi đẫm máu để đạt được ít nhất một số thành công ở nơi này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư hdnews.btv.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.